ở long cung thì mưa xuống xích chân châu tên là quang minh vọt lên ở cung a tu la thì mưa xuống các binh gậy tên là hàng phục quán địch ở bắc uất đơn việt thì mưa xuống đủ thứ hoa tên là khai phu còn ba thiên hạ kia cũng đều như thế tuy tùy các nơi mưa xuống khác nhau nhưng tâm của long vương bình đẳng không có sự phân biệt đó đây chỉ vì căn lành của chúng sinh khác nhau nên mưa xuống có sự khác biệt Phật tử như lai ứng tránh đẳng giác, vô thượng Pháp vương cũng lại như thế. Muốn đem tránh Pháp giáo hóa chúng sinh, trước hết răng bảy thân mây, che trùm Pháp giới. Tùy theo sự ưa thích của họ mà hiện thân khác nhau, đó là hoặc vì chúng sinh hiện mây sinh thân, hoặc vì chúng sinh hiện mây hóa thân hoặc vì chúng sinh hiện mây lực trì thân hoặc vì chúng sinh hiện mây sắc thân hoặc vì chúng sinh hiện mây tướng hảo thân hoặc vì chúng sinh hiện mây phước đức thân hoặc vì chúng sinh hiện mây trí huệ thân hoặc vì chúng sinh hiện mây các lực bất khả hoại thân hoặc vì chúng sinh hiện mây vô ý thân hoặc vì chúng sinh hiện mây pháp giới thân phật tử như lai dùng vô lượng thân mây như vậy che khắp mười phương tất cả thế giới tùy theo sở thích của chúng sinh khác nhau mà thị hiện đủ thứ ánh chớp quang minh đó là hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vô sở bất trí hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vô biên quang minh hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là nhập phật bí mật pháp hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là ảnh hiện quang minh hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là quang minh chiếu sáng hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là vào vô tận môn đà la ni hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là chánh niệm bất loạn hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là cứu kính bất hoại hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là thuận vào các cõi hoặc vì chúng sinh hiện ánh chớp quang minh tên là mãn tất cả nguyện đều khiến hoan hỉ phật tử như lai ứng tránh đẳng giác hiện vô lượng ánh chớp quang minh như vậy rồi lại tùy tâm ưa thích của chúng sinh mà phát ra vô lượng tiếng sấm tam muội đó là tiếng sớm tam muội thiện giác trí tiếng sớm tam muội xí nhiên ly cấu hải tiếng sớm tam muội tất cả pháp tự tại tiếng sớm tam muội kim cang luân tiếng sớm tam muội tu di sơn tràng tiếng sớm tam muội hải ấn tiếng sớm tam muội nhiệt đăng tiếng sớm tam muội khắp khiến chúng sinh hoan hỉ tiếng sớm tam muội vô tận tạng tiếng sớm tam muội bất hoại giải thoát lực phật tử trong thân mây của như lai phát ra vô lượng tiếng sấm tam muội khác biệt như vậy rồi khi sắp mưa pháp vũ thì trước hết hiện tướng điềm lành để khai ngộ chúng sinh